Quỳnh Thư bế bầu thăm bối cảnh phim Nữ hoàng nước mắt. Diễn viên Quỳnh Thư vừa bế bụng bầu đi tham quan hai địa danh nổi tiếng, từng xuất hiện trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt ăn khách của Hàn Quốc. Quỳnh Thư cho biết cô sang châu Âu từ giữa tháng 2. Diễn viên hiện mang thai con đầu lòng và sống cùng hôn phu là Việt Kiều Đức tại Berlin. Quỳnh Thư kể những ngày qua, khi ở nhà dưỡng thai, cô mải mê theo dõi bộ phim truyền hình Hàn Quốc Nữ hoàng nước mắt, thích thú nhận ra mình sống khá gần hai địa danh nổi tiếng từng xuất hiện trong phim này. Hôm 2 tháng 5, diễn viên khoe ảnh dạo chơi ở thành phố Potsdam, thăm cung điện mùa hè của Hoàng đế Đức, nơi quay những cảnh cuối với cái kết viên mãn của phim Nữ hoàng nước mắt. Diễn viên 8X khoe bụng bầu lùng lùng khi đứng trên những bậc thang dẫn lên cung điện mùa hè. Vị trí này cặp diễn viên Kim Soo Hyun và Kim Ji Eun từng quay cảnh hai nhân vật 3X Hyun Woo và Hong Ha In gặp gỡ, hôn nhau say đắm sau những ngày xa cách. Mê phim quá nên tôi đã đi từ Berlin sang Potsdam mất 1 tiếng rưỡi để tham quan, chụp ảnh check-in ở đây, Quỳnh Thư tiết lộ. Nữ diễn viên cho biết ở Berlin cô cũng đến thăm, tạ giáng bên dòng sông trước nhà thờ lớn, nơi chàng luật sư điển trai 3X Hyun Woo và bạn gái tài phiệt Hong Ha In của phim Nữ hoàng nước mắt từng hò hẹn. Thuở mới yêu. Thật trùng hợp, tôi vừa sang Berlin thì Nữ hoàng nước mắt cũng lên sóng. Đây là lần đầu tôi cùng một bộ phim đến vậy, Quỳnh Thư nói. Ngôi sao đình đám Hàn Quốc Kim Soo Hyun trong cảnh quay trước nhà thờ lớn. Nữ hoàng nước mắt Kim Ji Eun từng dạo chơi, khoe sắc trước công trình nổi tiếng của Đức khi quay phim ở đây. Quỳnh Thư cho biết cô đã sang Đức gần 3 tháng và đang tận hưởng thời gian thảnh thơi, ngập tràn hạnh phúc bên hôn phu. Tôi hiện mang thai ở Tam Cá Nguyệt thứ 2. Khí hậu bên này tốt, thiên nhiên rất đẹp, khiến tôi thấy luôn khỏe khoắn, đầy năng lượng. May mắn tôi không bị nghén khi bầu bí và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho hành trình làm mẹ, Quỳnh Thư nói. Quỳnh Thư khoe ảnh đi chơi, ngắm hoa đào ở châu Âu, hồi tháng 4. Đến nay, cô vẫn giấu kín danh tính, hình ảnh hôn phu. Diễn viên tiết lộ chồng sắp cưới luôn yêu thương, cưng chiều cô hết mực. Cứ đúng ngày em bé trong bụng tôi bước sang tháng mới là chồng lại tặng một bó hoa thật đẹp và chúc hai mẹ con mạnh khỏe, vượt cạn suôn sẻ, Quỳnh Thư kể. Diễn viên nói từ khi mang thai cô ăn uống thoải mái để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho con, không phải lo giữ dáng như trước. Theo Quỳnh Thư, ở Berlin có rất nhiều món ăn ngon từ đồ Âu tới đồ Á và cả những món đặc trưng của Việt Nam như bún đậu mắm tôm, lòng lợn. Dự kiến, người đẹp phim Cô nàng bất đắc dĩ sinh con vào cuối năm nay. Diễn viên có kế hoạch Tết 2025 sẽ bế em bé về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Bố mẹ tôi nôn gặp cháu lắm rồi, Quỳnh Thư nói. Quỳnh Thư sinh năm 1989, là người mẫu, diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia một số phim truyền hình như Sắc đẹp và Danh vọng, Vũ khí sắc đẹp, Cô nàng bất đắc dĩ, Ghen. Vài năm gần đây, Quỳnh Thư không hoạt động nghệ thuật nhiều mà chuyển hướng kinh doanh nhà hàng, shop thời trang, bất động sản. Bộ phim gần nhất cô góp mặt là Kẻ tàn hình, đóng cùng Mai Thu Huyền, Đức Hải. Hồi tháng 2, Quỳnh Thư tiết lộ cô được bạn trai Việt Kiều Đức cầu hôn ở Pháp. Diễn viên nói cô hạnh phúc vì tìm được người đàn ông thành đạt, giỏi giang, hết lòng yêu thương mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.